Xin chào tất cả các bạn, hôm nay iGen sẽ hướng dẫn cho các bạn về chủ đề xác suất của một biến cố. Nội dung chính của bài học sẽ gồm có hai mục mà các bạn phải nắm rõ, đầu tiên là quy tắc cộng xác suất và cuối cùng là tổng hợp. Trước tiên iGen sẽ nói qua về quy tắc cộng xác suất, có nghĩa là có K phương án A1, A2, A3 cho đến AK để thực hiện công việc, trong đó có N1 cách thực hiện phương án A1, có N2 cách thực hiện phương án A2. Khi đó, số cách để thực hiện công việc là N1 cộng N2 cộng đến NK cách. Trong quy tắc cộng có hai điều mà các bạn phải chú ý, đó là AB xung khắc và AB tùy ý. Trong trường hợp A và B xung khắc thì ta có công thức xác suất A cộng B bằng xác suất A cộng xác suất B. Tổng quát, A1, A2 cho đến AN xung khắc đôi 1 thì xác suất A1 cộng A2 cộng cho đến cộng AN bằng xác suất A1 cộng xác suất A2 cộng xác suất AN. Trong đó A và B xung khắc có nghĩa là A và B không có điểm chung. Để hiểu rõ hơn về lý thuyết vừa nói, ta sẽ đi đến ví dụ 1, đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh có thể đi bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay. Biết có 10 chuyến ô tô, 2 chuyến tàu hỏa và 1 chuyến máy bay có thể vào được thành phố Hồ Chí Minh, số cách có thể đi vào thành phố Hồ Chí Minh từ Hà Nội là có 3 phương án đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh là ô tô, tàu hỏa, máy bay. Áp dụng công thức xác suất A cộng B bằng xác suất A cộng xác suất B. Ta có 10 chuyến ô tô tương đương 10 cách chọn. 2 chuyến tàu hỏa tương đương 2 cách chọn. 1 chuyến máy bay tương đương 1 cách chọn. Vậy có tất cả 10 cộng 2 cộng 1 bằng 13 cách đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến ví dụ 2. Một lớp học 18 bạn nam, 12 bạn nữ, hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn làm lớp trưởng? Có 2 phương án chọn một bạn làm lớp trưởng, nam, nữ. Áp dụng công thức xác suất A cộng B bằng xác suất A cộng xác suất B. Ta có 18 bạn nam tương đương 18 cách chọn. 12 bạn nữ tương đương 12 cách chọn. Vậy có tất cả 18 cộng 12 bằng 30 cách chọn. Trong trường hợp A và B tùy ý, có nghĩa là A và B giao nhau và có điểm chung, thì xác suất A cộng B bằng xác suất A cộng xác suất B trừ xác suất AB, trong đó xác suất AB chính là phần chung. Để hiểu rõ hơn về lý thuyết vừa nói, ta sẽ đi đến ví dụ 3. Một lớp học 10 bạn học toán, 20 bạn học văn, 5 bạn học cả văn và toán, hỏi có bao nhiêu học sinh? Ta có 10 bạn học toán, 20 bạn học văn, 5 bạn học cả văn và toán. Đơn giản là các bạn cứ lấy 10 cộng 20 cộng 5 bằng 35 học sinh là được, nhưng chắc chắn các bạn sẽ sai đó. Ở đây các bạn chú ý, ta có 5 bạn học cả văn và toán chính là phần chung. Do đó ta áp dụng công thức xác suất A cộng B bằng xác suất A cộng xác suất B trừ xác suất AB. Vậy có tất cả là 10 cộng 20 trừ 5 bằng 25 học sinh. Ví dụ 4. Một rạp phim có 200 người, trong đó có 150 người xem phim Doraemon, 30 người xem phim Cô bé bán diêm, 10 người xem cả hai phim, hỏi có bao nhiêu người không xem phim? Các bạn chú ý, ta có 10 người xem cả hai phim chính là phần chung. Do đó ta áp dụng công thức xác suất A cộng B bằng xác suất A cộng xác suất B trừ xác suất AB. Vậy có tất cả là 150 cộng 30 trừ 10 bằng 170 người xem phim. Nhưng đề bài hỏi có bao nhiêu người không xem phim, vậy ta có 200 trừ 170 bằng 30 người không xem phim. Cuối cùng iGen tổng hợp kiến thức cho các bạn ở bài này, các bạn phải lưu ý hai vấn đề quan trọng, đó là nếu A và B xung khắc thì ta có công thức xác suất A cộng B bằng xác suất A cộng xác suất B. A và B xung khắc chính là A và B không có điểm chung, nếu A và B tùy ý thì xác suất A cộng B bằng xác suất A cộng xác suất B trừ xác suất AB. A và B tùy ý chính là A và B có điểm chung. Bài học đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video này được thực hiện bởi iGen giúp.